Mời quý vị và các bạn cùng chào buổi sáng với những tin tức đáng chú ý trên báo nghệan.vn. Ban tuyên giáo tỉnh ủy Nghệ An vừa tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019. Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy khẳng định, tuyên truyền là công cụ quan trọng để tạo ra lực lượng hùng mạnh cho cách mạng. Trong đó, tuyên truyền miệng là một trong những phương thức quan trọng nhất, đặc biệt nhất trong công tác tư tưởng của Đảng. Đến với hội thi, lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy lưu ý các thí sinh cần ghi nhớ, báo cáo viên giỏi là người phải xác định chuẩn xác đối tượng, nội dung, cách thức và mục đích tuyên truyền, phải có kinh nghiệm thực tiễn, vững kiến thức và có kỹ năng thuyết trình, báo cáo tốt, xử lý tình huống nhanh nhạy. Hội thi diễn ra trong 2 ngày, 31 tháng 10 và 1 tháng 11. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và nghị định số 31/2019 NĐ-CP của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp tổ chức thi hành luật tố cáo. Đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh về tầm quan trọng trong thực hiện hai luật nêu trên. Qua đó, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và doanh nghiệp trong tỉnh cần tập trung tiếp thu đầy đủ các quy định của luật, nghiên cứu, nắm vững, nâng cao ý thức, trách nhiệm để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhất. Nhằm tìm đầu ra ổn định và bền vững cho sản phẩm nông lâm thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn. Tại hội nghị, bên cạnh nêu ra những khó khăn trong vấn đề tiêu thụ sản phẩm, đại diện các doanh nghiệp cũng trình bày nhiều kinh nghiệm và giải pháp nhằm đẩy mạnh tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, có giải pháp về mẫu mã và khâu marketing sản phẩm, tạo ấn tượng để khách hàng có thêm lựa chọn ở những sản phẩm cùng phân khúc, cùng chức năng. Để đồng hành với doanh nghiệp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu quảng bá sản phẩm ra thị trường ngoại tỉnh và xuất khẩu, tập trung xây dựng các vùng sản xuất thực phẩm an toàn gắn với áp dụng công nghệ cao, tạo nguồn hàng hóa ổn định, hỗ trợ xây dựng mẫu mã sản phẩm, tem truy xuất nguồn gốc và tăng cường công tác truyền thông. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ, từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, chịu ảnh hưởng của hoàn lưu do áp thấp sau bão số 5 nên trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ có mưa to. Tranh thủ trước khi mưa lớn đổ bộ, nông dân Nghệ An tất bật thu hoạch hoa màu, thủy sản. Tương tự, tại các địa phương vùng biển, đến chiều qua 31 tháng 10, toàn bộ tàu thuyền khai thác hải sản của Nghệ An đã về đến nơi tránh trú mưa bão an toàn. Diễn biến liên quan, Đài khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ ở vùng trũng, ngập úng vùng đô thị, đồng bằng ven biển, Nghệ An và Hà Tĩnh. Đặc biệt, tại Nghệ An có thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Nghi Lộc và Nam Đàn.